Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện Yểm Bùa Thất Sơn của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này Theo những gì mà tôi được nghe kể lại thì dạo ấy rơi vào khoảng những năm 1980. Sau khi mà giặc giã hoàn toàn bị đẩy lùi, người dân làng này ai ai cũng lo làm ruộng xây nhà trồng trọt ngu khoai. Nói thêm về ngôi làng tôi sắp kể cho quý vị nghe. Đó là một địa danh thuộc vùng An Giang, ngôi làng gần núi Thất Sơn mang trong mình bao điều kỳ bí và huyền ảo ngôi làng tọa lạc tại một vị trí đắc địa bao quanh ngôi làng là nguồn nước sông chảy từ một nhánh thác của núi cấm còn ngọn thác đó ở đâu thì không ai biết chỉ nghe các cụ xưa kể lại rằng nó nằm tận sâu trong rừng nơi có chăn khổng lồ hổ vương sinh sống mà thôi thời đó chắc ai cũng gần núi cấm nghe đến hai cái tên này đều sườn gai ốc và khiếp vía mấy phần không riêng gì đám con nít nghịch ngợm Toàn bộ dân làng đều là người miền Bắc di cư vào đây, lâu dần gom lại thành làng. Tám giờ tối hôm ấy, tại ngôi nhà của ông Nam Dâu đã tề tiểu đông người lắm. Già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà dĩ trưởng lên đến, đến gần trăm mạng. Ai nấy mặt mày đều căng thẳng ra chiều lo lắng. Đầu đó xen lẫn tiếng bàn tán xôn xao là tiếng khóc giấm dứt của bà Tám Tiền mẹ của thằng Sửu. Ở cái làng hơn 200 nóc nhà này ai mà không biết thằng xỉu con của bà Tám Tiền bị chứng điên dại từ nhỏ. Năm nay thằng bé đã hơn 14 tuổi nhưng trí óc như một đứa trẻ lên ba lên bốn. Thằng xỉu cả ngày quanh quần ở trong nhà chẳng gây hại cho ai bao giờ. Lâu lâu người làng vẫn bắt gặp cảnh nó đi vòng quanh làng với cách vẻ giật kinh phong và khuôn mặt ngờ ngạch lấm lem đầy bùn đất. Đám họ hàng của nhà bà tám tiền hoặc những người tốt bụng thấy vậy thì toàn đi kéo về. Sợ thằng bé đi lạc lên núi cấm thì khổ. Sơn làng cắm cảnh mẹ quá con côi. Thấy cũng thương cho nên khi có củ ngô củ khoai, có khi là mớ rau bát gạo để hai mẹ con sống qua ngày. Được cái tuy cuộc sống nghèo nàn lạc hậu nhưng mà tình cảm sóng giềng ở đây nhiều lắm. Dẫu thằng Sửu ngu ngơ hiền lành, nhưng với vẻ ngoài ấy thì bọn con nít ba bốn tuổi chỉ cần thấy mặt của nó là tưởng như gặp ông kẻ ban ngày vậy. Trở lại với cuộc họp bàn tại nhà của ông Nam Dâu, Tiếng khóc giấm dứt của bà Tám Tiền làm ai nấy đều buồn trồn lắm. Cô Sáu biểu thích như vậy thở dài động viên. Chuyện đâu nó còn có đó, nhà con Tám Tiền đừng nghĩ quẩn. Biết đâu thằng bé nó ham chơi đi lạc chưa về, hoặc giờ này nó về nhà dịch cũng nên, tiếng của một chị the thét động viên khéo thi thật đó chị ạ à. chị cứ bình tĩnh lên đừng có cuốn lên như thế bà Tám tiền mặt mày ủ rột nước mắt chảy ra hai đầu gò má lắc đầu ngoài ngoài. khéo con cháu nó lành ít giữ nhiều rồi các ông các bà cháu đẻ nó ra cháu biết có bao giờ nó đi cả ngày không có về đâu không khéo nó lạc lên núi cấm rồi đấy Cổ tư ngạc là người già nhất xóm nghe vậy thì tái mặt gắt phổi phui cái mồm nhà chị đừng có mà nói gỡ. Đoạn quay sang đám dân làng đang lố nhố chen chân mà lớn giọng. Sông ngoài thì đã dùng lưới cào tung cả lên, bây giờ ta tính thế này. Đàn bà con nít bảo nhau về nhà khóa cầm, đàn ông trai tráng thì đốt đuốc chi nhau ra hai ngả mà đi tìm. Giờ hơn 8 giờ tìm đến đúng nửa đêm thì hẹn nhau ở cây đa đầu làng, cứ như vậy mà làm. Đám đông vâng dạ rồi ai vào việc nấy, đàn bà bí con ra về đàn ông kẻ chặt gậy kẻ quấn vải màn kẻ tầm dầu hôi mất chừng một giờ đồng hồ hơn trăm bó đuốc đã bắt lửa sáng rực cụ tư ngạc còn cẩn thận dặn đám thanh niên sức khỏe hơn người trang bị thêm giáo mác đề phòng đi đêm sinh chuyển không hay vì nạn hồ giữ mò vò làng mấy tháng nay không phải là ít sau khi cắt cử chuẩn bị xong thì cụ tư ngạc chi đám người ra thành hai ngả tìm kiếm trước khi đi còn không quên dặn bà bốn Bà ở nhà cùng với mấy người nữa để mắt đến con tám tiền, Kéo nó nghĩ quần mặt thiệt thân. Làm gì thì làm đêm nay chúng tôi cũng phải lật tung cánh rừng này lên mới được. Cửa tư ngạc sốc lại con mã tấu bên nông và cấm đầu đi. Tiếng trên người nện bình bịch trên mặt đất. Tiếng gọi tin dâm gian cả một vùng cứ như vậy cất lên. Rồi mất hút vào trong màn đêm đen đặc của một đêm tối trời không trăng sao. Ông năm dâu tách đoàn người, nhanh chân tiến đến đầu đoàn nơi cụ tư ngạc đang dẫn đầu vừa đi ông năm dâu vừa nghi ngại bảo cụ cụ có nghĩ là như đoán được điều khó nói ông năm dâu cụ tư ngạc gật đầu rồi đáp tám chín phần là hổ vồ rồi ban nãy ta nói tránh đi kẻo dân làng đâm sợ thằng bé lành ít giữ nhiều rồi ông năm đoàn người cứ như vậy lầm lũi vạch bờ vạch bụi ánh đúc sáng rực theo mỗi bước chân làm cho đám thú rừng thấy đồng bỏ chạy nháo nhác cho đến đầu con dốc dẫn vào rừng già thì nghe tiếng hét thất thanh của một người trong đám trai làng mấy chục bó đuốc dần dần tín lại nơi phát ra âm thanh đó chỉ thấy một gã lực điền ngã ngồi ra đất tái ướt đẫm quần chân tay đang khua lên loạn xạ đầm vào mắt của mấy chục người đàn ông ở làng này là một thảm cảnh quả nhiên lời cụ tư ngạc nói không sai phần người trong thời buổi nghèo nàn là hậu này ngắn ngủi lắm ngay đầu của con dốc nơi có tảng đá to cứ năm sáu người ôm là một bãi đất bằng. Tại địa thế đó sắc của thằng cu sửu bị phanh thây thành ba mảnh. Ổ bụng bị xé toạc, đám ruột lòng đã bị moi ra hết, thể ra dính cả tảng trên mặt cỏ đã bị đạp đi ngả dạp. Máu mỡ văng đầy ra nền đất, thấm đẫm một màu thâm xì và mùi tanh tươi đến lợm giọng. Nhìn thấy cái thây nát bét không còn ra hình người mà ai nấy cũng dùng mình ớn lạnh xác của thằng Siêu bị kèo xé cực kỳ đáng sợ ông nam dâu đánh bảo tiến lại gần hiện trường xem xét thì ngay lập tức thốt lên các cụ lại đây có dấu chân con gì to lắm cả đám ném nỗi sợ hãi lao lại vũng đất đang ngập trong mùi máu tanh rất nhanh ai ai cũng nhận ra một dấu chân thú to lạ thường một gã mặt chuột lè lưỡi rồi bảo chân con nghiệt xúc gì mà to vậy các bác áng chừng nó phải to cỡ bằng hai găng tay của người lớn một gã trai độ ngoài 20 vẻ mặt tái xanh run rẩy to thế này thì dấu chân này chỉ có kích cỡ là voi, voi đấy. Cổ tư ngạc lắc đầu chối đây đầy. Ta đã sống ở đây hơn 70 năm. Trên núi cấm này chắc chắn không hề có voi sinh sống. Không biết là giống nghiệt xúc nào lại quấy nhiễu làng ta đây. Cổ sáu biểu lúc này mới chen chân lên trước. Bản thân của cụ vốn là một người thợ săn có tiếng ở vùng này mấy chục năm qua dù mới rửa tê gác kiếm gần đây. Nhưng mà kinh nghiệm đi rừng thì trong làng không ai vượt qua, kể cả là ông năm dâu. Thoáng thấy bóng của cụ củ ai nấy cũng tự động tách thành hai hàng những bước. Cổ sáu biểu nhìn vết bàn chân thú đăm đăm, đoàn bấm đốt tay giống như các vị đạo sĩ xem ngày. Khuôn mặt thất kinh hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ, chỉ vòn vẹn thốt lên hai chữ, hổ vương. Hai tiếng hổ vương vừa cất lên như một điều cấm kỵ ở chốn đại ngàn. Không ai bảo ai cùng đồng loạt co cụm lại một chỗ, mặt ai nấy đồng loạt hiện lên nét sợ hãi. Sau giây phút bàng hoàng, cụ tư ngạc trợn mắt, quay hàm bệnh ra nghiến răng trèo trẹo rồi bảo. Thằng bé này bị con quái đó ăn thịt rồi, con nghiệt xúc này tội đáng bị trăm đao vạn kiếm phanh thây. Mấy người chứng kiến cảnh tượng tăng thương thì không cầm được lòng, tiếng thở dài cứ như vậy phát ra thườn thượt. Dân vùng này có một quan niệm rằng bất cứ ai phạm là bị giống hổ vồ ăn thịt thì không được đem thi thể về chôn mà phải an táng luôn tại vị trí đó, tránh trường hợp hóa thành trành dẫn hổ về bắt người. Sau dăm ba câu điều dân làng hỏi nhau gom sắc của thằng Sửu thành một đống rồi đào tạo một cái huyệt vùi thây. Xong rồi đầu đó ai cũng mau mãi trở về làng. Tin của thằng Sửu bị hồ vồ chuyển ra nhanh lắm. Bà Tám Tiền sau khi nghe tin cũng đâm đầu xuống giếng chết theo con. Thành thử là một tuần đổ lại đây. Bầu không khí trong làng lúc nào cũng rợn rợn ngột ngạt vương đầy tử khí. Mới sầm tối dân làng chẳng ai dám ra khỏi nhà. Châu bò không dám kêu chó mèo cũng tìm chỗ trốn. Phạm là bất cứ ai nếu không có chuyện gì cực kỳ hệ trọng. Thì nhà nào biết nhà nấy kín cổng cao tường khi màn đêm lừ lừ từ đại ngàn chụp xuống cái làng này cũng là lúc mấy trăm nóc nhà đồng loạt sáng rực ánh đuốc ban đêm chỉ cần nghe tiếng sột soạt bên hông nhà phát ra là ai nấy mặt mày đều tái mét đến cả đám trẻ con cũng chẳng dám thở mạnh ban đêm là thời khắc yếu điểm sinh tử dân làng này sống trong cảnh nơm nớp lo sợ ban ngày dân làng bỏ hết việc đồng áng mà ra sức lầm hầm chung bẫy hổ quanh nhà Đám thanh niên dưới sự chỉ đạo của cụ tư ngạc đốn cây, dựng cọc nhọn dọc hàng rào khuôn viên làng để đề phòng đêm hôm hổ mò vào thì nguy to. Lại phát cho mỗi nhà một chiếc chiêng, đến khi hổ giữ mò tới thì khua lên đánh động cho dân làng. Nhà nào mà không có thì dùng niêu nồi song trào. Cuộc sống của dân làng bỗng chốc bị đào lộn hoàn toàn, không khí chết chóc len lỏi vào từng ngõ ngách, đến từng nhành cây ngọn cỏ vào trong cả câu chuyện của đám dân làng có dịp tụ tập tại nhà của cụ báo xỉu ngày hôm ấy ông nam dâu nốc cạn bắt nước vối vẻ mặt đăm chiêu lên tiếng dò hỏi thưa cụ là chẳng hai con hổ vương đó có gì mà làm cho cụ và dân làng ta sợ đến vậy bản thân cháu đã hành nghề thợ săn hơn 10 năm thú thật với cụ là hổ cháu đánh cũng nhiều nhưng mà chưa hôm nào đến mức này cả cụ tư ngạc lắc đầu đáp thay Nhà anh còn trẻ còn chưa có tỏ tưởng Có những chuyện phải chứng kiến mới thấy cái đáng sợ của nó Đám đông nhao nhao lên vì cùng trung tâm trạng nghi hoặc như ông năm dâu Cô sáu biểu đang vút vẻ cánh công đắt sườn dây Thì tiếng bàn tán dâm gian thì mới thở dài rồi bảo Đám hồ mà nhà anh đánh là hạng con cháu Người ấy chỉ giỏi bắt hưu bắt nai To gan hơn thì mò vào trong làng bắt châu bắt bò Nhưng mà hồ vương là thứ không ai chạm vào được con hồ này tính tình độc ác thân cao gấp đôi hổ thường và khát máu lắm. Đến ta gặp nó cũng suýt nữa mất mạng. Nó là thần, là thần của đại ngàn này. Sơn làng cả kinh há mồm, đến cả cụ sáu biểu nói vậy thì ai còn dám thắc mắc. Những tiếng xì xào bàn tán vẫn cất lên đều đều còn có chiều lớn hơn. Cụ sáu biểu đặt cánh cung xuống bàn đôi mắt mở đục khẽ quắc lên Dòng hồi ký mấy chục năm chôn vùi một lần nữa được trải ra rõ ràng đến từng chi tiết. Dòng trầm khàn của cụ kéo toàn bộ dân làng trở về thời kỳ u ám năm nào, tại vùng núi cấm kỳ bí linh thiêng. Ngược dòng thời gian trở về 60 năm về trước, khi đó quang cảnh bao quanh vùng núi thất sơn này còn âm mưu rậm rạp lắm. Vùng đất hoang sơ trải dài bất tận, không hề có một dấu chân người. Chỉ có các loài động vật nhỏ sinh sống, Thời ấy ở trong tận rừng sâu có một vị đạo sĩ già sống gần mình trong hang núi, giữa đại ngàn bao bọc tuyệt không kết giao với bất cứ ai. Một hôm lão đạo sĩ bấm đốt xem ngày và vận hạn kết thông, bất chợt khuôn mặt hơi biến sắc, mau mải thu dọn đồ đạc xuống núi, tìm ngôi làng có đại nạn sinh sống gần đó. Chính là ngôi làng nơi mà cụ Sáu Bửu và cụ Tư Ngạc sinh sống vừa bước chân vào trong làng cảm nhận được sinh khí không tốt âm thịnh dương suy lão đạo sĩ sau một hồi dò la tìm đến nhà trường làng sau mấy câu chào hỏi qua loa cho có lệ lão đạo sĩ đi thẳng vào vấn đề cho nên hỏi trường làng dạ bẩm cụ là lần đầu tiên ta đặt chân đến làng này lại thấy tứ tinh thất tán âm thịnh dương suy khí tả vận vũ thứ cho ta mạo muội hỏi thẳng làng ta dạo gần đây có chết chóc mưa máu gió tanh gì không Trường làng năm đó là một bô lão hơn 80 nhưng mà quắc thước. Nghe thấy lão đạo sĩ hỏi vậy thì ngao ngán thở dài mà đáp. Chẳng giấu gì thầy, dạo gần đây chẳng hiểu sao. Người dân trong làng đều hay mất gà, mất vịt hoặc là heo. Mà lạ một cái là có nhà sau một đêm mất cả đàn trâu không một dấu tích đó thầy. Vì đạo sĩ trao mày đưa tay bấm độ nhầm tính điều gì lâu lắm rồi quay sang phán, Làng ta có một con hổ ăn thịt gia súc rồi ẩn mình trong núi lâu ngày thành tinh. Dân gian còn gọi đó là hổ vương. Loại hổ này kích cỡ lớn lạ thường, voi không phải đối thủ. Nếu không phải diệt trừ sớm để có lẽ sẽ chuyển sang bắt người để hút dương khí. Đám dân làng và cụ trường bàn nghe thích như vậy thì sắc mặt tái mét. Biết là lão đạo sĩ không phải người thường, lại lo đại họa xảy ra, cho nên đành quỳ mọp xuống văn này. Lạy thầy, Chúng tôi cắn rơm cắn cỏ xin thầy mở lượng hài hà cứu giúp dân làng chúng tôi. Lão đạo sĩ trầm ngâm suy nghĩ mấy giây rồi khẳng định chắc nịch. Bẩm cụ bẩm bà con, sức của ta thì cùng lắm cũng chỉ giam giữ nó trong một thời gian. Nhưng mà với cách khác của ta có lẽ sẽ diệt cỏ tận gốc được con hổ vương này. Xin cụ và dân làng hãy nghe ta định liệu. Nói rồi lão đạo sĩ quay sang mặt căn dặn. Việc làm phép trị nạn hồ tinh này vạn phần hung hiểm, tính mạng như là mảnh chỉ treo chuông. Cho nên là trong thời gian làm phép mọi người phải ở nghiêm trong nhà, tránh để cho trẻ con khóc gây ra tiếng ồn Sơn làng đồng thanh nhất trí làm theo lời của thầy. Lão đạo sĩ vút trầm dâu dài quá ngực, đôi mắt phượng khẽ đảo quanh một lượt, rồi quay sang nhìn cụ trường làng rồi bảo. Ta cần bốn người thanh niên lực lưỡng nhất ngôi làng cùng với một cây lưới sẽ được tan niệm phép bên trong. Bốn người này núp trên mái nhà, chỉ cần có lệnh của ta là úp sọt con hổ vương ngay. Còn phần ta ở dưới để đánh lạc hướng dụ nó vào bẫy, ta đã thù sẵn chỉ đỏ để phòng nó. Đó là mấy vật dùng mấy đạo sĩ tàu hay dùng để bắt cương thi. Cầu họp bàn ngày hôm đó kéo dài cho đến tận sầm tối. Hôm sau khi mà đêm buông xuống, mọi người trong làng vẫn thức để tò mò cách diệt hổ tinh của lão đạo sĩ. Theo lời sai bảo của lão đạo sĩ toàn bộ đèn đúc của dân làng đã tắt ngấm từ lâu. Trẻ con kinh sợ đến mức chui tọt vào gầm giường, người lớn tay dao tê mắc núp sau cửa sổ. Ai nấy cũng hoang mang, thậm chí là cả tiếng thở mạnh cũng cố nén trong lồng ngực. Ngôi làng im ắng không một tiếng động hệt như là một ngôi làng chết. Thời gian đêm đó như là kéo dài ra vô tận, thần kinh của ai cũng căng ra tột cùng, cho đến đúng nửa đêm một luồng âm khí chạy dọc ngôi làng kèm theo một mùi hôi hám sộc theo cơn gió vùn vụt thổi qua làm cho lão đạo sĩ đang ngồi thiền giữa khoảng đất phải nổi cả da gà vầng trăng trung tuần đã trốn sau màn đêm mây đen chỉ hắt ra được chút ánh sáng lờ mờ trong không gian tranh tối tranh sáng đó sân làng ai nấy thất kinh vì ở hướng cổng dẫn vào làng lù lù một thân ảnh to cữ con trâu đực đang lầm lũi tiến vào hai con mắt đỏ quạnh lên với hình dung cái đầu to bằng nửa cái thúng con mãnh thú khát máu vừa đi vừa giống lên từng âm thanh làm cho bất cứ ai cũng phải run rẩy tự hồ như mất hết sức lực con hổ tinh khẩn lại mất mấy giây khi lão đạo sĩ ngồi đó nó gầm lên một tiếng dữ tợn rồi phi thân tới hòng vồ sắc của ông ta lão đạo sĩ chẳng phải tay vừa vừa lách người thoát khỏi cú vồ chí mạng vừa nhanh tay rút chỉ đỏ hóa ra thành một cọng dây to và yểm lá bùa được tầm máu của mình lên đoạn thét lớn một thanh âm khổ đành ném nhận được lệnh của lão đạo sĩ bốn người thanh niên sức khỏe hơn người trong đó có cụ báo xỉu trong đó có cụ sáu biểu ngay lập tức nhảy xuống úp tấm lưới lên người của con hổ là thầy tấm lưới có một sức mạnh vô hình trói chặt con hổ tinh lại mặc cho nó có điên cuồng gầm thét dơ vuốt đỉnh cào rách tấm lưới mà tấm lưới cứ trơ ra như không lão đạo sĩ không hề chậm chế thét lên thân ảnh lao vụt tới với sợi dây thần bắt lửa đỏ rực nhắm thẳng vào đầu con nghệ xúc quật mạnh thanh kiếm trong tay của lão đạo sĩ cống bốc lửa ngùn ngụt nhắm thẳng đầu con ác thú đâm mạnh nhưng con ác thú đã thành tinh và quá danh ma trong giờ phút sinh tử đó con ác thú gầm lên lách đầu né tránh mũi kiếm chỉ trọng mù được một con người của nó. Máu me chảy ra chan hòa. Con ác thú điên cuồng chống trả. Nó dùng chút hơi tàn cuối cùng đã xé rách tấm lưới và nhảy ra ngoài. Một chàng gào rú ghê sợ làm cho ai trong nhà cũng phải lệnh người. Lão đạo sĩ biết cơn nguy biến đã kéo tới thì thét đám người bỏ chạy. Còn lại một mình chặn hậu Lão đạo sĩ ném trận bảo kiếm trong tay định tay đổi với nó chỉ thấy gió lúc của lên mù mịt tiếng gầm đinh tai trận đánh diễn ra gần một tiếng đồng hồ con hổ bị trọng thương văng ra ngoài lão đạo sĩ cũng không kém gì mấy đều đã hộc máu tươi ra ngoài khốn nạn thầy còn ác thú lại nhìn hơn về tốc độ lẫn sức mạnh cho nên chỉ chờ một chiêu cuối để kết liễu lão đạo sĩ lão đạo sĩ gầm lên răng nghiến trèo trèo đang biết chút sức lực cuối cùng dồn vào thanh bảo kiếm đâm thẳng vào mắt của nó nó gào rú lên kinh hoàng nhưng nó đang hoạm được cái tay của lão rằng qua quyết liệt một hồi thì gà gáy con hồ vương hoàng hồn chạy tuốt vào trong rừng người dân thấy nó trọng thương thì liền đem giáo mác đuổi theo con nghệ súc thân mang trọng thương nhưng vẫn né được và gầm lên chạy sâu vào rừng già. Trước lúc bỏ đi đôi mắt của nó hẳn lên nét oán hận ngôi làng này. Chỉ chờ dịp hồi phục công lực để báo thù. Về phần lão đạo sĩ thì đã được dân làng cứu kịp thời. Chỉ mất một cánh tay do cú hoạm của nó. Sau đó thì cùng về núi ẩn mình biệt tâm. Tuyền cũng không nhận đồng nào của dân làng. Lão đạo sĩ chỉ lo lắng một điều rằng con hồ sẽ quay trở lại báo thù trong một ngày không xa. Kể đến đây thì cụ sáu biểu lắc đầu bảo Ta và cổ tư ngạc chính là hai trong số bốn người thanh niên năm đó, người đạo sĩ đó họ Trần. Ông Nam Dâu cùng dân làng khi nghe thủng câu chuyện thì ai nấy cũng có một nỗi sợ hãi ở trong lòng. Dù không nói ra nhưng mà không khí ngột ngạt bao trùm căn nhà, đôi để nói ra nỗi sợ vô hình đó lớn lắm. Tiếng của cổ tư ngạc cất lên kéo cả đám trở vị thực tại. Chuyện xảy ra đã hơn 40 năm rồi cho nên chẳng ai còn nhớ rõ cả, có điều là người trong cuộc chiến cho nên là hai chúng ta hiểu rõ về con ác thú ấy lắm. Tám chín phần con ác thú đã quay lại để báo thù làng mình. Việc nó sẽ ăn thịt thằng bé xỉu chính là cách để nó hút dương khí. Cứ đà này con súc sinh đó sẽ còn tiếp tục gây nên nhiều chuyện kinh hãi cho dân làng chúng ta. Một gã mắt lắc lên tiếng gợi ý bẩm cụ là chúng con là bậc hậu bối cho nên không tỏ rõ ngọn ngành nay để các cụ kể lại thì hiểu rằng nạn nhân của làng ta gặp nạn lớn lắm theo ngu ý của con hay là làng ta kéo nhau đi mời vị đạo sĩ ấy về cứu làng mình một dòng khác liền cất lên phản đối đã 40 năm trôi qua có chắc vị đạo sĩ ấy còn sống hay đã là người thiên cổ mà tìm về một dòng nói khác liền chen vào đồng tình Chẳng những vậy thử hỏi trong làng của ta có ai biết ông ấy sống ở đâu trong vùng thất sơn bao la này không? Kéo nhau đi tìm có khi còn chưa tìm được lại thì đi lạc còn làm mồi cho thú dữ thì chết oan đó. Tiếng bàn tán kinh như vậy diễn ra dâm gian. Năm người mười ý làm căn nhà bỗng chốc lại ầm mỹ tiếng tranh cãi. Cổ sáu biểu lúc này mới hắng giọng cất lời. Hôm nay ta tụ tầm tất cả trái đinh trong làng đến cũng vì sự đó, Vị đạo sĩ đó có lẽ đã lường trước được ngày này Cho nên trước khi đi có đề phòng quân hổ vương quay lại báo thủ ngôi làng Vị đạo sĩ có để lại cho ta một mẩu giấy ghi lại bản đồ liên hang động ẩn tu của y Dân làng nghe thấy như vậy thì vui mừng như là mở cờ ở trong bụng Cậu tư ngạc nhìn cụ sáu biểu rồi tiếp lời bằng giọng đanh thép Nhưng mà về phần đi làm quãng đường rất khó khăn vất vả Chưa kể đối đầu với mãnh thú cho nên cứ phải cử những thanh niên cường trắng nhất làng đi mời vị đạo sĩ về. Trong số trai đình của làng ta có ai đủ bản lĩnh đi mời thầy về không? Đám đồng bàn nãy đang sôi sục nhuệ khí, giờ nghe thấy phải vào sâu trong dãy thất sơn tìm người, thì ai nấy cũng tái mặt. Hầu hết dân làng này ít người ra khỏi lũy cha làng, lại thêm những truyền thuyết kỳ ảo về vùng đất này, làm cho ai ai cũng chỉ nghĩ thôi cũng sợn tóc gáy, Hướng hồ gì nói đến việc vào rừng tìm thầy. Dân làng này tự hỏi ai từng chưa nghe truyền thuyết về loài vật có tâm linh như người. Những hang động, những thần thông, những chuyện yêu ma quỷ quái đã làm dùng mình biết bao thế hệ. Những ông già bà cả vẫn còn hay kể về cho đám con cháu nghe về nhiều chuyện. Đơn cử như là loài ma lai rút ruột tại châu Đốc. Sự ấy cũng làm cho dân làng hoang mang tụt cùng chưa nói gì đến nạn hổ tinh. Dân làng ai ai cũng sợ ba vành vì khi nhắc đến thứ ma quái đàn ấy. Ma lai là một loài ma cổ có ba ngấn có thể xoay đầu để tách rời khỏi thân. Ma này có thân hình là con gái rất đẹp và hay quyến rũ người khác. Ban ngày ma lai sinh sống như là người bình thường và hay nhìn vào bụng của người khác tìm đồ lòng ngon. Ban đêm loài ma này thường đi ăn phân của con người và ai bị ăn phân người đó sẽ bị ma lai tìm đến để moi ruột ăn tiếp. Nó bay bằng đầu kéo theo cả chùm ruột phía sau. Ăn xong nó về nhà giáp lại đầu và ngủ như người bình thường. Nói đầu xa mới cách đây 6 tháng, có bản năm phước về châu đốc mang theo trái chanh và ít rau răm. Thế cô gái trẻ đẹp bởi chợ châu đốc cứ nhìn mình, mà lo sợ lấy một trái chanh và mớ rau răm ra vỏ. Thì bỗng nhiên cô gái tự dưng nước mắt nước mũi bỗng đầu tuôn ra và hốt hoảng. Đó chính là ma lai theo lời kể của dân làng. Chuyện ấy đồn ra làm cho dân làng sợ một, này đã thêm nạn hồ tinh, thì nỗi sợ đó lại càng tăng lên gấp mười. Nói chỉ tới việc đi sâu vào thất sơn u linh đó. Ông nằm giàu sau khi thấy đám dân làng nín thinh thì bực dọc đập bàn thét. Chà chà chúng mày, có thế mà đã sợ co vòi rồi phải không? Thế mà ngày nào cũng ra giả giết thổ cứu dân. Thế chúng mày tính vào đó để nó vào làng sơi tái vợ con của chúng mày thì mới vừa lòng hạ giả thế rồi ông năm dâu quay sang nhìn hai cụ bô lão rồi nói lớn Lâu hèn nhát này không ai dám đi thì hai cụ để tôi đi dù có cho thịt nát xương tan rồi có cho làm mồi trong miệng của thú dữ hay là chôn nắm xương tàn lên đại ngàn thì tôi cũng đi nạn hồ tinh còn đó bảo tôi sống chui rúc như là heo chó trong chuồng trời nó giết thì tôi cũng không cam tâm hai cụ bô lão chưa kịp đáp lời thì xảy ra sự lạ có lẽ lời nói của ông Nam Dâu chạm vật tự ái Hay là trai đinh trong vùng thất sơn này có thừa sự can đảm Đã quá quen với cảnh vật lộn với đại ngàn Cho nên tôi rèn nên khí chất dũng cảm Từ trong huyết mạch Bắt đầu một đến hai Đến tiếng ngồn nào ở Mỹ đồng thanh cất lên Ai ai cũng một lòng hò vang Giết thổ giết thổ Chứng kiến cái cảnh đó thì cụ tư ngạc không khỏi xúc động Đôi mắt mờ đồng khẽ rơm rớm nước mắt Cậu giơ tay ra hiệu im lặng rồi cất giọng khẳng khái ta biết dòng máu căm thù chảy trong huyết mạch của cả làng nhưng mà tính đi thì cũng phải tính lại làng ta chỉ cử đi bốn người thỉnh thầy về số còn lại vẫn ở làng để phòng hồ tinh đến làm hại thì còn có người chống đỡ ý ta là đã quyết dân làng cứ như vậy mà làm theo cậu bàn tán lại rầm rỗ lên sau cùng ông năm dâu chọn ra ba người Người đầu tiên là chú Chín Sẹo, người đàn ông có thâm niên đi rừng và hiểu biết đại ngàn không thua gì ông Năm Dâu. Lại thêm việc lão Chín Sẹo là một tay thiện xạ và có thâm thù với loài hổ từ lâu. Vết sẹo trên mặt dài hai tấc chính là dấu tích sau lần chiến đấu sinh tử ba năm về trước. Người thứ hai là một người đàn ông trầm tính tên là Chín Trung cũng chạc 28 tuổi. Chính Trung chính là người đàn ông có sức khỏe phi thường, vượt xa đám thanh niên ở trong làng anh có thể nâng dễ dàng một tảng đá to ngày đi xuống núi cấm để lấy củi không biết bao lần vì đã quá quen thuộc với đường đi nơi này chín trung được ông nam dâu cắt cử cho chân là người dẫn đoàn với tính tình của mình chín trung điềm đạm chẳng áo thắng nhận lời ngay và người cuối cùng mà ông nam dâu tin tưởng chọn ra đó là ông ba rắn người ở làng này ai con lạ gì ông đúng như cái tên của mình. Chuyên môn của ông ba rắn là săn cọp và bắt rắn, hai loại động vật phổ biến sinh sống ở núi cấm bây giờ. Cuộc truyền trò và sắp đặt xong xuôi cũng ngả về 5 giờ chiều, dân làng ai ai lại tàn vì nhà nấy. Cho đến hôm sau trước mặt đất rộng thanh thang giữa làng lúc này, dân làng đã tề tụ đông lắm. Cổ tư ngạc trình trọng rót ra bốn chén rượu trao cho bốn người rồi bảo, Nay vì nạn hồ tinh mà bốn người phải lao vào chốn sinh tử hiểm nguy Chả nói cũng biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều Ta chỉ mong cho mọi người bình an trở về là phúc đức lắm Phạm là việc làm gì cũng phải nhớ trân trọng sinh mạng Thay mặt dân làng ta cảm ơn tấm lòng của bốn người Bốn người gật đầu ngừa cổ tu cành chén rượu ông Nam Dâu khẳng khái nói Các cổ và dân làng chớ bận lòng chúng tôi đi rồi về sớm Bốn người đập tàn bắt rìu xuống đất rồi quay người lầm lũi bỏ đi. Ông nằm giàu cảm thấy lòng nặng chiếu nhưng xốc lại cây súng hoa mai cắm đầu đi. Không ngoảnh mặt lại. Cả đoàn người bắt đầu tiến những bước chân nặng chiếu lên địa phận vùng thất sơn. Những giọt lệ ngắn dài và cả lòng mong mỏi của bốn người đều bỏ lại ở phía sau ngôi làng. Đến khi bóng của bốn người khuất sau cánh rừng rậm rạp, cổ tư ngàng vẫn còn đứng bần thần để cầu khẩn cho chuyến đi này bình an. Bốn người đàn ông hông đeo súng hoa mai, vài mang cùng tiền tay lăm lăm cây mã tấu đi men theo dòng suối, y như trong bản đồ. Càng tiến vào sâu thì cỏ dại và cây rừng mọc càng cao che khuất ánh mặt trời. Bỏ không khí âm u rờn rợn nhanh chóng bùa vây tâm thức. Đoàn người cứ như vậy đi mãi rồi dừng lại nghỉ chân ở gốc cây to. Ngó quanh địa hình ông chín xẻo quay người sang ba người rồi bảo. Chỗ này cỏ dại rậm rạp lại ẩm thấp như vậy Mấy ông theo tôi trèo lên cây để tiện, kèo ở dưới đây có mấy con hổ mang hùm cắn càng lại khổ. Thế là cả bốn người mau mài trèo lên các nhánh cây to bằng hai bắp tay, rồi ngồi tựa vào thân cây để giải khuây. Ông bà rắn rút từ mồi lửa châm điếu thuốc rồi phì phà bảo. Còn mẹ nó, giá mà con quái đó nó thò mặt ra đây, tôi là tôi cứ bắn cho nó nát sọ, thế cho nó đỡ xong mất công tìm người. Chín trông nghe thấy vậy thì khuyên nhủ, bác ba rắn tính tình nóng nảy là thế có điều trốn thất sơn này rừng hoang nước độc nào chỉ có mỗi con ác thú ấy chấn giữ mà cứ khéo léo cái mồm rừng thương nước độc đừng có nói gở họa ra tại miệng đó ông bà rắn nhếch mép mà đáp ông mày sợ chắc ra con nào ông bắn chết con đấy mười năm đi rừng ông khá sợ thứ gì ông nam dâu nghe vậy thì gắt nhẹ Tiền sư chúng mày chứ không lo nghỉ để mà lấy sức tiếp tục chuyến đi ở đó mà cãi nhau. Tiếng cãi vã kinh như vậy không ngớt, làm cho cả bốn người mặc dù khắc tính khắc tình, nhưng mục đích chung vẫn là cứu người. Mau thỉnh vị đạo sĩ kia về làng càng sớm càng tốt, vì bỏ đi một chút thời gian nào là cả một tính mạng của con người vô tội. Huống chi cả đám mang trọng trách nặng nề trên vai là cứu cả dân làng hơn mấy trăm mạng. Đêm hôm đó tại ngôi làng mọi người đều đã trong đèn đi ngủ, không cảnh sáng thấp nầm đều đắt thay bằng cái khung cảnh ảm đạm, gió thổi hiu hiu, Các chuồng lợn bò gà đều đắt được khóa kín cẩn thận. Đêm nay sao mặt thanh vắng đến lạ thường. Không gian im mắng không một tiếng động. Bất thình lình có một tiếng chó chu dài thườn thượt vang lên xé toạc màn đêm. Tiếng móng cào cào nền đất nghe ràn rạt, Tiếng chu đất quãng rất nhanh chuyển thành âm thanh gấp gáp điên cuồng như báo động sắp có sự cố xảy đến. Thanh âm chu chéo đến rợn tông gáy đó là của con chó nhà bà Bền đã ngay đầu làng, làm cho mọi người tỉnh giấc. Rồi một hồi không thấy sự gì lạ cho nên mọi người lại thiếp đi vì nghĩ chăng chó chu ma mà thôi. Thế ấy ma cỏ với làng này là chuyện thường ngày lắm. Vì dân làng ai cũng nghĩ người chết thì cũng không tổn hại đến người sống. Nhưng mà chẳng hiểu cứ sự làm sao mà dân làng lại quên bắn đi việc khổ tinh đang quấy quả làng này. Bất thình lình từ phía chân núi cấm một con vật to tướng lù lù xuất hiện. Cả móng sắc nhọn khuôn mặt lộ rõ về dữ tợn, với con mắt bị trột một bên, đứng im lìm nhìn vật trong làng. Mùi hôi hám bốc ra nồng nặc, hai bên mép nhãi dò xuống lòng thòng. Con hổ tình quan sát mấy giây rồi đi từng bước nhẹ nhàng như cơn gió, chẳng mấy chốc đã áp sát vào hàng rào mà dân làng đã dựng cao bằng đống rơm. Tiếng chó chu đã im bặt tự hồ tính thở cũng bị bóp nghẹt trong cổ họng. Con mắt đỏ quanh khét đảo một vòng rồi nhanh như cắt con hổ phi tân qua hàng rào, phóng thẳng vào chuồng lợn nhà bà bền. Con ác thú há mồm ngoạng sống một con lợn. Chẳng hiểu lấy dũng khí từ đâu mà con chó lại tiếp tục sủa inh ỏi. Tiếng sủa gấp gáp đó làm cho bà bền phải đi ra coi một lần nữa. Vừa bước ra cửa và lim dim rồi mắt ngó xuống thềm nhà, bà bền hoàng hồn tột độ nhìn con vật trước mặt của mình con hổ kích cỡ gần bằng một con trâu mộng bốn chân to lạ thường móng vuốt sắc nhọn trong đêm làm cho bà lệnh gáy liên tưởng đến chuyện chiều hôm qua bà bền nghĩ ngay đây chính là con hổ vương trong câu chuyện của cụ tư ngạc đúng chính là con ác thú đó nó đang đứng dưới sàn nhà nhìn bà như là trêu ngươi bà bền há mồm theo bản năng đổi lại bất thần một tiếng gào giống cực lớn vang vọng khắp ngôi làng bà bền sợ quá điên cuồng gõ chiêng gào đến lạc cả giọng ôi làng nước ơi hổ bà bền gào xong thì rụng rời hồn vía lăn quay ra đất ngất xỉu dân làng biết có biến bền thắp đúc sáng trưng thì nhàu gõ chiêng gõ trống thế có đồng con hồ chạy ngược lên núi trước khi trở lại màn đêm tĩnh lặng nó gầm lên một tiếng vang vọng cả đại ngàn lúc này dân làng mới hỏi nhau kéo ra mọi người chỉ thấy những vết chân to trong vũng bùn bằng cỡ hai bàn tay và một bóng khuất của con hổ đã lao mình vào trong đêm tối bà bền được mấy người đàn bà bóp gió tỉnh lại mà vẫn thất thần giọng nói run rẩy kể lại chuyện kinh hãi vừa qua nghe được miêu tả sơ lược mọi người cũng khiếp vía may mà bà bền phước lớn chưa đi chầu trời mới còn có cái dịp ngồi đây để kể về phần bốn người đàn ông đi tìm thầy sau một ngày miệt mài băng rừng rạch suối cắm đầu đi. Đêm hôm ấy lại bảo nhau trèo lên cây ngủ. Trong lòng ai nấy đều có một lỗi no cho nên nằm mãi chẳng thể ngủ được. Lại thêm đám mũi vắt bù lấy nên trần chọc mãi chẳng ai chợp được mắt. Ông bà rắn chán nản châm mồi thuốc rồi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất không biết chán. Ông chín xèo nằm im lắng nghe, bỗng nhiên nghĩ tới cái chuyện mà ông cổ đã gặp ngay trong núi cấm này liền đem ra nó viết cả bọn. Câu nói cho đến bây giờ cả nhóm phải thất hồn khi nghe đến. Ông Chín Sẹo bắt đầu cất giọng trầm đục kể. Mọi người biết trong chốn này có con ma gọi là ma chảnh không? Ông nằm Dâu là người có kinh nghiệm đi rừng nhiều nhất, nghe đến ma chảnh là biến sắc. Ông câu mày quát ông Chín Sẹo bằng cái giọng không vừa ý. Chứ Chín Sẹo, chúng ta đang ở trong chốn rừng thương nước độc, đừng có nói gỡ có khi thành sự thật, anh tính là không có thừa đâu. Chiến Trung là người trẻ nhất kinh nghiệm đi rừng so với ba người còn lại, thuộc hạng con cháu, nghe thế vậy thì tò mò hỏi. Ma Trành, Ma là giống gì thế chú? Ông Chín xèo chưa kịp trả lời thứ hai thì bất tình lình cả đám nghe thấy tiếng loạt xoạt. Định thần nhìn lại dưới bụi cây kia, một con hổ to tướng lấp ló xuất hiện. Con hổ với cặp mắt sáng rực như hàm răng trắng toát, chảy rãi đầy mồm làm cho cả bọn đều khiếp vía. Ông bà rắn trời sinh đôi mắt âm dương định thần nhìn kỹ rồi run rẩy bảo. Chảnh kia kìa, bên cạnh con hổ kia có một người mặc đồ trắng, mặt đau khổ đứng đó. Nhìn con hổ như một vẻ oán hận nhưng chẳng thể làm gì. Quả thật lời của ông Nam Dâu nói chẳng sai, ở chốn rừng thương nức đọc cái gì cũng có thể xảy ra, cho nên đã khuyên ông Chín Sẹo là đừng nói điều gở trong rừng. Lại kể thêm về chuyện của ông Ba Rắn, vì có đôi mắt có thể nhìn thấy được linh hồn của người chết cho nên cũng gặp nhiều phiền hà dần gian vốn quan niệm rằng đó là đôi mắt chỉ dành cho những người có số đạo sĩ thầy bói và tinh thần thép để có thể thấy những điều không nên thấy ngay từ nhỏ ông ba rắn đã gặp khá nhiều chuyện rắc rối nào là ban đêm chẳng dám đi tè vì cứ bảo có bà nào trong nhà vệ sinh lớn rồi ông ba rắn thành quen cho nên đâm ra chẳng sợ cơ hệ thế ma là coi như vô hình. Ông bà rắn vẫn tâm niệm rằng người sống có thế giới của người sống, người trên có chốn dung thân của người chết. Chỉ cần bản thân của mình không đụng vào họ, thì tự khắc họ cũng chẳng làm gì mình cả. Trở lại với câu chuyện mà mọi người đang đứng đầu. Bốn người đàn ông lực lưỡng khi nhìn thấy con hổ đó thì đã hơi biến sắc. Con hổ này thân hình đang ngang còn nghé con, lại có đồ hai mắt chắc chắn không phải là hổ vương Chẳng lẽ hồ vương còn to hơn nữa sao Nghe đến đây ông nằm dầu tặc lưỡi ngắn ngầm rồi nói Còn mẹ nó Dù gì cũng đụng rồi Cứ xử nó đi rồi đi tiếp Biết đâu sẽ giải oán được cho một linh hồn Của người xấu số kia Nói đoạn chẳng ai bảo ai Cả đám bốn người to gan tày trời Đều nhảy xuống dưới và thủ thế Bốn người đàn ông chia thành Bốn hướng gồm con hổ Đợi một tí sơ hở là bay vào thịt luôn là giờ đánh đồng thú dữ cho nên thống nhất không ai nổ súng. Ngoài ông Nam Dâu thì ông Chín Sẹo chuyên đi rừng bắt cọp săn hồm cho nên kinh nghiệm của ông cũng không phải dạng vừa. Ông Chín Sẹo thủ thẳng một cây dựa trong tay. Nhà lưng còn ác thú đang quay lưng với mình. Ông Chín Sẹo vung cây dựa nhào tới nhóm đầu con ác thú mà bổ mạnh. Nhưng nó cũng thuộc dạng khó sơi, né đường và dậm chân bay ra ngoài không quên cào một phát đầu điếng lên lưng của ông chín sẹo máu tươi chảy xuống từng giọt nhưng chỉ một cái cào còn con thế mà chẳng si nhê gì với dân chảy cối ông chín sẹo là một tay can trường thậm chí một tiếng rên nhẹ cũng chẳng phát ra ông nằm giàu biết còn ác thú này chẳng phải dạng vừa cho nên ra hiệu lặp lại vòng vây bốn góc và chuẩn bị xông lên lần hai cả bốn mặt đồng loạt sắp công Lần này anh Chín Trung và ông Năm Dâu đều đâm được cây dựa vào vai của nó. Con hổ rú lên từng tiếng đau đớn, máu chảy ướt cả lưng, mắt của nó chuyển sang màu đỏ. Sát khí bốc lên hừng hực, sọc vào định hoàm thẳng ông Năm Dâu. Ông Năm Dâu thân thủ nhanh nhẹn lao mình né được, không quên cô đại một phát, làm cho nó tỏ ra hơi sợ sệt. Khác xa với tình cảnh hiện tại, ông bà rắn cười khoái chí mà bảo. Còn mẹ nó bốn trọi một kể ra thì cũng hơi nhục đi các bác. Âu chín xẻo điền máu rít lên. Tiên sư mày để cho nó cả một phát xem có đái ra quần không. Bất thình lình ông ba rắn đanh mặt khi nhận thấy con ác thú chợt ngoác miệng ra chỗ bên cạnh. Ngay chỗ con ma chảnh đứng, ông ba rắn liền rít lên. Con súc sinh này đang hút ẩm khí, mọi người xông vào đánh trực diện đi. Để nó càng hút thì càng tăng thêm âm lực sức mạnh của nó khó lòng địch nổi. Tiếng của ông bà rắn vừa dứt thì cả bọn xông vào bổ vây con hổ. Nhưng sức mạnh của nó sau khi hút âm khí càng trâu bỏ hơn. Mọi người đều bị cuột ngã, nhưng hình như trong cây rùi lại có cây may. Ông bà rắn nhanh trí nhớ lại trong sách bắt yêu có một loại dụng cụ gọi là kính bắt quái, hút hết các loại yêu ma quỷ quái. Không chậm chết một khắc, ông bà rắn liền nhòi người lấy ra, hút con ma chành vào bên trong. Con hổ không còn nguồn âm khí sức mạnh giảm sút gào rú tức giận, mắt long sòng sọc lao vào để ăn thua với bọn họ. Trên trùng thấy con hổ lao về phía của mình thì nhanh chóng né được, lại thuần đà bay lên lưng của nó ngồi. Dùng dừa cắm thẳng, con hổ tức giận điên cuồng. Giống lên và lăn lộn hòng hất chín trùng xuống làm cây dừa bật tung ra đất. Chiến trùng sức khỏe hơn người ra sức bám chặt, hai bàn tay thép nguội nhắm vào đầu con ác thú dã điên cuồng. Trận chiến diễn ra ác liệt, cả bên chỉ bọn ngồi nhìn vào là bị con hổ quật chết tươi. Con ác thú hàng máu chảy tứ tung cưới theo là chín trung vẫn gồng mình đấm thùm thụp. Đến khi nó chết vì mất máu thì chín trung cũng bị nó đưa đến chỗ nào không hay. Ba người đàn ông nhìn theo vệt máu nó chảy ra mà đi tìm xác nó cũng như người bạn đồng hành. Thế là trận chiến với con hổ to tướng đã kết thúc. Nhưng về phần tìm chín trung và con hổ vương quấy rối dân làng cũng là một chặng đường trông gai mà dẫn đến các sự kiện chính trong chuyện như là rắn hổ mây khổng lồ chăn khổng độ. Bên kia cánh rừng sức tàn lực kiệt, con hổ kiệt quệ ngã xuống đất, học ra một ngụm máu tươi cuối cùng trước khi tắt thở. Về phần của chín trung thì cũng bị thương khá nặng, con hổ chạy vòng quanh và va vào mình các tảng đá và thân cây cho anh ngã xuống bị va đập vào cũng hơi thốn cho nên chín chung chỉ ngồi nghỉ ngơi chờ cho mọi người đến cứu để đi tiếp vốn đảm nhận vị trí dẫn đường cho nên trong nhóm chín chung là người cầm bản đồ dẫu vậy anh cũng chẳng biết đường nào mà lận. vì mọi chỗ trong rừng anh chỉ quen thuộc với khung cảnh dưới chân núi và lòng vòng trên đó mà thôi còn đây là khu vực giữa núi lại là chuyện khác Người đó ngẫm lại vì cuộc đời đang hạ bao nhiêu con hổ trong khu rừng này trong vùng thất sơn âm u này chỉ có duy nhất con hổ vương là anh không dám đứng đầu vì một tay đạo sĩ cao thâm như kia còn ngang tài ngang sức với nó thì năng lực của mình có sức mẻ gì quay trở lại với ba người còn lại cả đám tức tốc lần theo vết máu đi tìm chính trung bằng quà không biết bao thân cây tảng đá đều có dấu máu ở đó ba người chắc rằng đã đi đúng hướng và tiếp tục. Cho đến khi ông chín sẹo đạp phải một sợi dây gì đó trơn tuột dài dài, dài tầm khoảng năm găng tay người lớn. Vì trời tối cho nên ông tò mò khung đầu xuống nhìn cho rõ là cái gì. Hoàng hồn giật mình thì ra đó là một con rắn hổ mây, thân hình sần sồi vầy to bằng đốt ngón tay. Nó đang khè cái lưỡi ra hù dọa vì cái đạp đau điếng vừa nãy của ông Thế tất cả bọn dừng lại nhìn về phía của ông chín xẻo đang bị con rắn áp chế. Ông bà rắn nhanh trí phi cây dừa đứt đầu con rắn, máu xịt ra ướt cả người của ông chín xẻo. Cái mùi tanh tưởi hơn cả máu của con hổ lúc nãy. Ông bà rắn mau mài tiến lại, sau khi kiểm tra sắc nó thì nói một câu làm cho cả bọn giật mình. Đây chỉ là con rắn hổ mây, tôi có thể chắc với các ông, kinh nghiệm của tôi cho thấy nhìn vậy của nó chưa mọc hết, răng mọc cũng ngắn tụt. Ông chín xẻo kinh hoàng lấp bắp. Đây chỉ là rắn con mà đã dài gần 3 mét, thế con rắn mẹ nó phải thế nào nữa? Chẳng ai dám nghĩ tới chuyện đáng sợ, chỉ biết vứt xác con rắn gần đó rồi tiếp tục đi tìm chín trung. Nhưng mà ý trời khó tránh khỏi, vừa đi tiếp một quãng thì nghe ở đằng sau có tiếng loạt soạt, thanh âm nghe như là tiếng rắn trườn và có chiều đông đảo lắm. Theo bản năng mách bảo cả đám dừng lại nhìn ra đằng sau thì tái mặt kinh hoàng. Một bầy rắn hổ mang hệt như con vừa nãy đang bám theo cả ba người. Không ai bảo ai cũng hiểu ý từ nó muốn trả thù cho đồng loại. Ba người chỉ kịp chạy chứ chẳng thể làm gì. Ba người cắm đầu chạy đến mức mất hết cả máu của con hổ. Cuối cùng bị vây vào đường cùng không một đối thoát chưa kịp hoàn hồn thì bất thình lình một con rắn to cứ bắp tay ở đâu sổng sổ bay vào cắn nghe phập một tiếng vào chân của ông ba rắn loài rắn này có tính thủ dai bọn nó có thể nhớ chính ông là người thường đi săn đồng loại của bọn chúng giờ đây chính là lúc mà báo thù đòi nợ máu bị dồn vào con đường cột nhưng ông năm dâu vẫn kịp đánh giá tình hình sau lưng ba người là một tảng đá chặn đằng sau và tứ phía đều bị bao vây bởi một bầy rắn. Con nào con nấy dài gần 3 mét. Bầy rắn đồng sau khi tung ra cú rắn trí tử cho ông ba rắn thì càng hăng máu muốn cắn chết tất cả những người còn lại. Trong ngóc đầu lên cao tiếng thở phì phì phát ra ngày càng lạnh gáy. Ông năm dâu và ông chín xẻo sau khi lấy lại được bình tĩnh thì nghiến răng, rút ra thành mã tấu bên hông mà thủ thế chờ đợi đám rắn càng điên máu thi nhau nha răng mổ nhưng con nào bay vào thì một phát chém ngang thân một con rồi lại hai con ba con ngã xuống với thân thể đứt đôi bọn rắn còn lại trong đàn thích như vậy thì yếu thế dần từ từ lùi lại vết thương lúc nãy của ông ba rắn bắt đầu tái phát chỉ cảm thấy nhói ở chân rồi khuỵu xuống ông nằm giàu và ông chín sẹo cựng lại quay đầu nhìn về ông ba rắn mà quên chú ý là sự có mặt của bầy rắn hổ mây. Nhờ biết hai người kia mất thế chủ động, chúng liền dồn lên ngày càng đông, bây giờ để ý thì mới quá muộn. Cả bọn đều nghĩ phải bỏ mạng tại cái chốn rừng thiêng nước độc này. Nào ngờ trong giây phút sinh tử ấy, thì hy vọng là một lần nữa lặp lại cho những người anh hùng của làng. Chiến trùng với các vết thương được băng bó vẫn còn dì máu, được một cụ già mặc một bộ y phục như là đạo sĩ, cánh tay áo có màu vàng sọc đỏ đen trên tay cầm một chùm dây gắn các lá bùa đột ngột xuất hiện cô già không chậm trễ quăng chùm dây kỳ quái ra bầy rắn đưa tay bắt chú liên hồi rồi thét lớn bất thình lình một tiếng nổ đình tài phát ra ngọn lửa hừng hực bốc cháy cả bầy rắn bỗng chốc chảy tán loạn số còn lại bị thiêu cháy mùi thịt rắn cháy tỏa ra khét lẹt cả bọn há hốc mồm nhìn vị đạo sĩ già riêng bản thân của ông ba rắn thì đang niệm dần nhưng cũng đủ hiểu loại thuật này cực kỳ nguy hiểm chỉ dùng trong lúc sinh tử tiêu tốn không biết nhiều nội công vì một lá bùa thì không sao nhưng một chùm như thế kia thì chắc chắn đây là một vị đạo sĩ có năng lực uy tín thế đây là một vị đạo sĩ có năng lực chắc chắn vị đạo sĩ đã quyết đấu với hồ vương nhưng ông bà rắn chưa chắc là y Cho nên đợi một lúc coi sao Và hơn hết vết thương rắn cắn bây giờ Mới là nỗi lo thực sự Ông nằm giàu Sau một giây phút hoàng hồn Thì mới chấn tĩnh lại Để về cho vị đạo sĩ kia hút nọc rắn ra Ông nằm giàu lao lại Ôm chặt lấy chín trung Rồi nói bằng một giọng cảm thán Trời đất mày đi đâu mà để chúng tao Tìm mãi như thế này Chiến trung gãy đầu tường trình, chẳng giấu gì bác cháu bị con hổ kéo lê sang tận cánh rừng bên sau khi nó mất máu thì lăn ra chết cháu cũng dùng sức lực cuối cùng ngồi ở gốc cây chờ bác tới hội ngộ đang mệt mỏi là đi thì bất thình lình từ đâu một con rắn kích cỡ lạ thường thân của nó to hơn cái bắp chân cháu lớn hơn cả đám hồi nãy gấp chục lần đang lầm lũi nhà nành tiến sắt lại cháu định liều mạng với nó một phen thì nhớ lại vết thương của con hổ gây ra còn chưa có lành sao có thể đánh được con rắn này ngừng lại một giây chín trung liền ghé dùng mình đôi mắt ánh lên nét kinh hoàng tột độ ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách cháu bấm bụng rút lui từ từ chờ đợi sơ hở rồi chạy nhưng con rắn rất khôn nó dường như biết tứ hướng cháu chạy cuối cùng bị nó dồn nén và thế bí không biết chạy đi đâu lúc này cháu tìm thấy một cái cửa đồng liền chạy vào trong tìm đường sống con rắn vẫn điên cuồng đuổi theo từ phía sau đến khi chạy đến cuối hàng động một căn phòng nhỏ hiện ra không thấy bóng dáng của con rắn nữa cháu an tâm thở dài nhẹ nhõm nhìn lên cánh cửa có hoa văn kỳ lạ một cái kính bát quái và một thanh kiếm được khắc lên như là hoa văn vậy có dòng chữ trong thành kiếm anh hùng tất mở tiểu nhân cáo lui cháu hiểu nôm na là có người khi phách lớn anh hùng dũng cảm đều mở được Ngược lại loại người thấp hèn tiểu nhân thì mời về cho. Ông nằm dầu hối thúc liền nói. Rồi chuyện ra làm sao? Chín Trung liền điềm đạm trả lời. Cháu ngờ nghịch như chẳng hiểu ý của nó. Bóng từ ra một con rắn đất truyền đến sau lưng. Nó khè cái lưỡi vào khuôn mặt bệnh ra lộ do nét hung ác tột cùng. Cháu liền cầm lấy rửa lao lên chơi sống chết với nó. Hồi lâu con rắn đã bị cắt thân và xịt máu, Bản thân của cháu thì kiệt sức ở ngoài hang động với vết rắn cắn đập bắp tay trái, dựa lưng vào cánh cửa như là tuyệt vọng. Bất thình lình cánh cửa đột ngột mở ra và cháu giật mình lùi lại nhìn vào bên trong. Chiến Trung chỉ tay vào vị đạo sĩ đang dùng bùa chú trừ vết độc trên chân của ông ba rắn rồi cảm khái bảo. Chính là vị đạo sĩ đang ngồi thiền và những dòng chữ hán, những cuốn sách, những món bí kíp treo đầy căn phòng đó cầu bất giác mở mắt như lời hiểu được diễn biến ban nãy cụ hài lòng nói. Lâu lắm rồi mới có người dũng cảm như cầu ghé thăm chốn này, cho hỏi cao danh quý tánh. Sau đó vị đạo sĩ này cứu cháu một mạng bác ạ. Ông Năm Dâu liên tục gật đầu tiến hành lễ cung kính. Ông chín xẻo thở dài kéo ông năm dâu ra rồi bảo. Tôi ở đây chưa phải là lúc vui mừng quá sớm. Chúng ta cần gấp rút để tìm cho ra cao nhân đạo sĩ kia nếu có muộn e là nguy hiểm đến tính mạng của dân làng. Lúc bấy giờ mọi người vẫn chưa biết được thân thế thực lực của vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ điềm tính đứng bên cạnh và nghe được một câu chuyện ban nãy, lão liền lên tiếng hỏi. Thế các ông lên đây để mời đạo sĩ ấy về diệt trừ con hổ vương kia có phải không? Mọi người lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của y, tưởng rằng cô ta biết được một chút manh mối về hang động nơi mà lão đạo sĩ kia đang ở ông nằm giàu lại một lần nữa thay mặt cả nhóm ra bắt tay kính trọng với điều bộ ung dung. Chúng tôi thật lòng cảm ơn cụ về vụ lúc nãy đã ra tay kịp lúc để cứu chúng tôi. Cho hỏi cụ sống ở vùng này thì có biết vì đạo sĩ nào họ trần hay không? Biết là mấy người đàn ông này tìm mình nhưng lão đạo sĩ muốn thử thách cả đám và tiền thể dạy cho một số đạo thuật trong tuần này để có thể xuống núi và tương trợ cho dân làng diệt con hổ vì biết mình đã già pháp lực cũng không còn như ngày trẻ vận mệnh của người dân đều phụ thuộc vào bốn người này lão đạo sĩ nghĩ thầm ở trong bụng rồi đưa tay lên vuốt nhẹ bộ râu đã chuyển màu trắng vẫn là điều bộ của một vị cao thâm đức hạnh y lên tiếng cái tên này tôi đã nghe đến ở đâu rồi một vị đạo sĩ có năng lực cao thâm và đẹp trai nhưng muốn đến được chỗ của hắn ta thì các ông phải trải qua một thử thách tôi sẽ đưa ra thử thách nếu các ông hoàn thành trong tuần này hãy đến đây và tôi đích thân dẫn các ông đến chỗ của lão. Ông bà rắn nãy giờ chứng kiến pháp thuật của lão có phần ngưỡng mộ và hoài nghi về ông ta. Vốn là dân biết đạo Pháp, bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ hiện lên rõ một một. Làm sao mà ông ta biết được thuật của phái mau sơn? Cách thủ thế cũng vậy. Nhưng vốn là người sáng suốt không tiện nói cho mọi người về thế lực của lão dù gì thì bản thân của ông Tư Dẫn cũng chỉ chắc rằng 50% lão đạo sĩ này là lão đạo sĩ trần sử năm nào mà thôi. Sau giây phút suy nghĩ mông lùng, ông bà rắn lúc này mới lên tiếng khen ngợi. Tạ ơn cô đã cứu mạng tôi. Được chứng kiến pháp lực cao thâm như vậy, tôi lần đầu mới thấy quả thật là khâm phục, khâm phục. Vẫn khuôn mặt ung dung thoát ra vẻ khí khái, lão đạo sĩ liền cười mà đáp. Ông đây quá khen, tôi nhìn khuôn mặt của ông, biết được ông cũng là truyền nhân Mao Sơn, tu sư học đạo. Lão đây thật lòng muốn bái phục tuổi trẻ tài cao. Chiến trùng nóng lòng đáp lại. Lúc nãy cậu có nói với chúng tôi là sẽ ra thử thách, giờ hãy nói nó là cái gì. Chúng tôi sẽ thực hiện nếu mời được lão Trần Đạo Sĩ về. Lão Đạo Sĩ phe phẩy bộ dâu điều bộ khắc hẳn lúc nãy cười sảng khoái và cất giọng. Quả thật tuổi trẻ nôn nóng Cậu và mọi người cứ từ từ cháu cũng như thôi Còn hẳn một tuần không sớm may muộn Cũng diệt trừ được hổ vương Không cần gấp gáp làm gì cả Ở chín xèo có bạn liền gắt nhẹ Nhưng mà số châu bò càng ngày càng nhiều Nếu không nhanh chóng diệt được nó Có lẽ nó sẽ bắt người vào hút dương khí Lúc đó liệu có làm thế nào được hạ cụ Ba người nghe thế vậy thì đều nói chí lý liền cửa nữ ông cổ đưa ra thách thức mau lẹ để có thể về kịp đúc phổ độ chúng sinh lão đạo sĩ già lại lên tiếng với cái vẻ khoái chí cười và nói được thôi cứ đi theo ta thử thách sẽ bắt đầu trên đường đi theo ông già ông chín sẹo hồi hộp lên tiếng theo lão khòm này liệu có mời được lão trần đạo sĩ về hay không dù gì thì lão cũng giúp chúng ta một mạng cứ tin lời lão xem như thế nào ông nam dâu liền cất lời nói thế là cả nhóm đi theo vị đạo sĩ về hang động để hoàn thành thử thách đặt ra trong một tuần nếu làm được lão sẽ đích thân dắt tới chỗ của lão đạo sĩ trần sử theo ước hẹn đường đi rất xa và hiểm sợ càng đi sâu vào bên trong địa phận vùng núi thất sơn mới biết nó càng âm u và gây sợ kinh nghiệm đầy mình như là ông nam dâu còn chẳng biết đến cái nơi quỷ quái này ngó chừng mấy canh giờ sau lão đạo sĩ mới đưa tay từ tốn ra hiệu là đã đến nơi. Đến lúc này ông năm dâu mới để ý, lão đạo sĩ này chỉ có một cánh tay, còn bên kia chỉ là ống tay dài che kín. Thoáng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn xem xét hành động của lão như thế nào rồi mới có thể quyết định được. Lão đạo sĩ dẫn dắt mọi người vào một cái đền nhỏ nằm riêng biệt với cây cỏ xung quanh. Bên ngoài có hai cây cột sừng sững để toàn chữ tàu, Vừa bước tới cửa lão chẳng cần động chân động tay mà cửa lại tự động mở ra. Mọi người ngạc nhiên nhưng mà ngẫm lại là cũng là một cao nhân có tài cho nên chuyện đó là quá đối bình thường. Vì bản thân có âm dừng nhãn cho nên ông ba rắn có thể thấy một con ma xó cứ 10 tuổi ra mở cửa cho lão đạo sĩ lễ phép. Điều đó làm cho ông thoáng có chút hoang mang. Ông bà giàu xứng người mấy giây rồi buột miệng hỏi lại Thế cậu đã nuôi con mà xó này lâu chưa? Mọi người trong nhóm nghe thích như vậy thì hoàng hồn, nghĩ bồng là bị ma chành dụ và xào huyệt để bắt trọn. Chưa kịp thủ thế thì lão đạo sĩ vội vàng xua tay, mặt vui vẻ cười mà đáp. ấy ấy các ông đừng có sợ, đó chỉ là hồn ma con nít, ta được chủ trì của ngôi chùa gần đây hóa về nuôi để giữ nhà, trong cửa nhà thôi chứ không có ý hại ai cả. Thế ông bà rắn bình thản gật đầu thì bác người kia đã an tâm phần nào. Còn lão đạo sĩ lại cất tiếng hỏi tiếp. Chẳng hay ông đây là con cháu của cao nhân phương nào. Lại đừng nói dõi con mắt âm dương nhỉ. Tôi bấm đồn ra thì biết ông là dòng họ của phái mau sơn. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe nói phái mau sơn lại sở hữu mắt âm dương cả. Ông bà rắn liền gật đầu mà đáp. Tôi đích thì là con cháu của mau sơn nhân nhưng vì lúc nhỏ có chuyện riêng tư cho nên vô tình có được nó. Dòng điều của ông bà rắn khét trầm lặng. Thế thì cũng phải nhìn thấy các thứ không nên nhìn thấy, cầu quả là một người dũng cảm. Ông Chín Sẹo vốn là một người háo thắng không thích vòng vo tam quốc như nãy giờ, cắt ngang cuộc hội ngộ của hai đạo sĩ Mao Sơn bằng một câu. Giao kèo đã quyết cứ làm cho lẹ, không khéo lại mang họa chúng sanh cụ ạ. À. Lão đạo sĩ liền lên tiếng mày vui chuyện suýt nữa thì ta quên mất đi theo ta Vào bên trong đài sành của ngôi đền cả đám chóng ngợp khi một bức tượng đậu Khi một đức tượng thờ đấu chiến thắng Phật rất oai nghiêm và hùng vĩ Nghe lão đạo sĩ giải thích bức tượng này là khi Mỹ Hậu Vương đã hóa thành Phật Được tạc lại để tưởng nhớ công ơn cứu giúp người khỏi yêu quái Trong suốt hành trình thỉnh kinh lại bảo rằng nhờ vì ấy mà cũng có một cách để xua đuổi tà ma ngoại đạo. Lão đạo sĩ còn có một bản thu nhỏ của bức tượng tiền tay cho cả nhóm, lại dặn rằng khi gặp bất chắc cứ dơ lên là mọi thứ dơ bẩn sẽ biến mất ngay. Ông nằm giàu đón lấy bức tượng rồi cất gọn gàng vào trong túi áo ngực. Đoàn lão đạo sĩ dắt mọi người ra bên ngoài khu rừng, chạy tay lên một rừng cây cổ thụ dài vô tận, cây cao khoảng 3 mét, Chào đến ngọn chắc phải té xỉu cho nên tinh thần không vững. Lão đạo sĩ liền chỉ tay nói, đó sẽ là thử thách đầu tiên đốn củi của ngần ấy cây kia trong một ngày tính từ thời gian này đến canh ba. Các ông phải thu về được ít nhất là 10 cây đại cổ thụ đó về làm củi, nếu không đêm nay e rằng các ông khó bị sống sót. Vừa nghe lão đạo sĩ nói xong mọi người liền trầm ngâm, suy nghĩ làm sao mà trong một ngày có thể chặt được 10 cây đại thụ to tổ bố thế kia, mà còn đêm nay không đủ khó bề qua sống nổi ông chín xèo thích không ổn thì liền lên tiếng này cụ một rừng cây đại thụ chứ chẳng ít làm sao mà chặt được trong một ngày vậy mới là thử thách thử thách này được đặt tên là sự nhẫn nại nếu các cậu không có sự kiên trì và bình chắc thì đêm nay ta sẽ cho các cậu ngủ ngoài trời gió rét mùa đông trên núi rất độc có khi trúng gió thì lăn đồng ra mà chết không có lửa thì cũng bị lũ cọp hoặc rắn bàn sáng làm thịt cả thôi. Chú Trinh Trùng vẫn rất điềm nhiên, công việc hàng ngày đã khá quá quen với y. Đây cũng là dịp thử sức của mình ngần ấy năm làm tiểu phu. Thôi thì thay mặt là trưởng nhóm quyết định bắt đầu thử thách của ông già. Trẻ mùa đông gió hưu hưu thổi, ban ngày lạnh tái ra tím thịt. Ban ngày lạnh tái ra tím thịt rồi thì thế nào được nữa, cả nhóm vẫn tiếp tục theo con đường mòn để về tới khu rừng đại thụ không một chút than thở bước đều và không quên mang theo vật hộ thân trong túi áo chiều hôm ấy cả bốn người trở dậy sau khi nghỉ ngơi không ai nói với ai lời nào nay điệt gọn gàng tay lăm lăm cây rìu nhắm đại ngàn tiến bước ngó nhìn rừng cây mà ai nấy đều lắc đầu ngao ngắn đêm trên núi cấm xuống nhanh bóng tối vội trùm nhấn chìm tất cả vùng núi rừng mênh mông tiếng tắc kè kêu liên liên tục, tiếng bò sát côn trùng kêu vang rền rĩ, lẫn trong tiếng lá cây xào xạc cũng làm cho không khí thêm phần âm u và gây sợ. bốn người dừng chân bên tảng đá để nghỉ ngơi, bỏ lại đồ ăn đằng sau và bắt đầu hành sự. chiến trung cầy mình có sức khỏe nhất đám cho nên bặm môi, vùng cây diều sắc lẹm bập mạnh và thân cây mục đen xỉ ngay dưới chân tảng đá để lấy quyết tâm không ngờ cú chặt lút sao khiến máu từ thân cây phun ra ảo ạt thân cây dùng mình chuyển động tiếng rào rào rắc rắc vang lên mọi người tá hỏa tâm tinh ngáp bổ chồng khi mà tiếng phì phì từ trên trời rội xuống đầu của con rắn bành ra bằng cây nia lấy thòng lòng dài cả mét cái đầu của nó ở tít tận ngọn cây đang nhòm xuống bốn người như là con nhái ở dưới đất Gặp phải người thường có lẽ sẽ vỡ tim mà chết, nhưng bốn người này gan to tẩy trời. Đầu đội trời chân đạp đất nào có hoảng loạn đâu. Giây phút dần mình đi qua bốn người đàn ông dưng súng về phía con rắn, ngắm thẳng đầu nó vào bóp cỏ. Tiếng súng hỏa mai vang lên chát chúa. Do vậy ông năm dâu lại trột dạ, sợ bắn nó không chết. Nó liền quay lại báo thù thì chỉ có nước làm mồi cho con rắn Nghĩ vậy ông thét lên cùng cả đám nạp đàn tiếp tục nhắm con rắn mà sinh tử bột phen. Bỗng nhiên như lúc ở đâu dội về khiến cho cả cánh rừng ào ào. Đàn kỳ nháo nhác kêu la nhảy te tua trên ngọn cây. Ông nằm dầu nhìn lên thấy con rắn phóng như tên lửa. Lướt từ ngọn này qua ngọn kia như thể nó đi mây về gió. Với trọng lượng khoảng cả tạ dài hơn cả chục mét mà lao trên ngọn cây vít tốc độ lớn như vậy thì cả cánh rừng ào ào như có bão cũng phải. Lúc nhìn thấy con rắn đứt đi trên ngọn cây, ông mới hiểu các cụ vì sao gọi loại rắn khổng lồ này là hổ mây. Chưa kịp hoàn hồn thì tiếng cười lớn đã phát ra, cả đám tái mặt cùng nhau quay lại thì nhận ra lão đạo sĩ đứng đó. Lão đạo sĩ trầm tính tín lại rồi thùng thẳng bảo, con rắn này chính là rắn mẹ quay lại báo thù việc các ông giết đàn con của nó. Nó ẩn mình ở đây từ lúc trưa ta biết việc đó cho nên kêu mấy ông đi đốn cồi thực chất là để thử thách lòng can đảm của các ông này ta cũng chẳng giấu giếm gì ta chính là trần sử vì đạo sĩ năm nào chiến đấu với hộ tinh cứu dân làng các ông cả đám bây giờ ngay người nhìn lại lão đạo sĩ tính già đã hơn trăm tuổi mà chỉ như bảy tám chục làm cho cả đám ngơ ngác cho đến khi lão đạo sĩ nhắc tên của sáu biểu và giơ cánh tay cột ra cả đám mới hoàn hồn tỉnh mộng đám bốn người quyền lại đáo đạo sĩ như tế sao chỉ thấy lão đạo sĩ cười mà bảo ta già rồi chẳng còn sức vóc đâu mà chiến đấu với hổ tinh lại bấm đồn biết rằng đúng đêm 30 tức là một tuần nữa nó sẽ mò vào trong làng hại người các ông trở về ngay đi còn kịp ông nằm dâu, tái mặt đáp bầm cụ là chúng con tài hèn sức mọn sao đấu được chứ cô sử vút tròm dâu bạc rồi ra hiệu cho bốn người quay trở về đền sau bức tượng làm bằng đá im lìm lộ ra một cánh cửa cô dẫn bốn người đàn ông vào trong mật thất chính điện là một bàn đá lạnh lẽo bên trên có bà thanh kiếm sáng ngời cô lần lượt trao ba thanh kiếm cho ông nam dâu ông chín sẹo chín trung vào bảo hồ tinh súng ống với nó là vô hiệu đây là ba thanh kiếm đã được ta khai quang và dùng mấy chục năm độ phép có nó át việc diệt hồ tinh xét thành Ba người nâng niu ba thanh kiếm mà trong lòng vui mừng, đoạn quay sang nhìn ông ba rắn rồi bảo. Ta giao cho ông cuốn bí thuật mau sơn, trong này có tâm huyết cả đời ta tu tập. Sát quỷ chú trong này cũng giúp ông khi đối mặt với hổ tinh, cứ y như vậy mà hành sự chắc chắn mọi sự sẽ thành. Đoạn quay sang nhìn đám người rồi bảo. Đường đi còn vô vàn hiểm nguy, hãy để con só của ta đưa đường chỉ lối cho các ông về làng, Thôi xin bái biệt từ đây. Nói rồi cụ sử quay vào góc nhà lầm bầm điều gì đó. Chỉ thấy con dối gỗ khẽ cử động rồi lầm lũi tiến ra ngoài. Ông nằm dầu cùng ba người quỳ mọp vái tạ một hồi lâu rồi không chậm trễ quay người ra đi. Trong tay của ông, thanh kiếm khẽ run lên bẩn bật như là dòng máu nóng sôi sục trong thân thể. xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo